Chiếc xe này thì nó sẽ không có đâm đụng và không ngập nước, máy chuẩn, đèn thì còn mới, camera cũng có luôn. Cái tem rin của nó hơi cũ, chủ xe người ta kỹ, người ta dán cái bọc bê lông các bạn, còn mới nguyên, vô lăng còn đẹp. Còn những cái chỗ lừa các bạn thì nó sẽ không cho các bạn giật đâu. Thường mấy cái này có ai chia sẻ đâu, chia sẻ là anh em nó ghét lắm. Đó cũng là những cái mà mánh khóe của những anh em buôn xe. Mình đang chạy cái xe số tự động Camry nó quen thì mình cứ tưởng đâu qua cái xe này nó cũng mỏi chân mỏi tay lắm, ai ngờ mình thấy cái số của nó cũng rất là nhẹ. Anh em nhìn thấy không? Nó qua số cũng rất là nhẹ nhàng. Chắc hồi xưa là mình chạy chiếc xe kia chắc nó nát quá, đâm ra là mình vô số không quen, ra nó nặng hay sao. Còn như cái xe này mình thấy là các bạn nhìn thấy này, rất là nhẹ nhàng ha. Rất là nhẹ. Nãy mình dừng đèn xanh đèn đỏ mà cảm giác mà mình vô số côn nó cũng rất là thoải mái. Nhưng mà cái dòng xe này nó cao quá, đâm ra là mình chạy nó không quen, nó cứ bị chơi vinh thôi mà. Cho nên là bảo sao là nó dễ bị lật bị lộn ha. Cái này mà bo cua Pháp anh nghĩ mà bo khoảng cỡ 80-90 thôi là mình nghĩ là chắc là vé vòng tròn luôn các bạn ạ. Nên lái cũng khá là êm. Xe Fortuner được cái là nó cao, mình ngồi là mình cảm giác là nó thoáng, rồi đâm ra là cái tư thế lái nó cũng thoải mái. Cho nên là với chiếc xe này Pháp Anh nghĩ là anh em nào mà muốn chạy dịch vụ ở một miền quê ha, xe này thì tuy cái giá nó hơi cao, đắt đỏ, nhưng mà được cái là anh em sẽ được nhiều người, người ta thích cái xe này và người ta gọi bạn hơn ha. Chứ các bạn đi mua một chiếc xe mà nát quá, hay là một chiếc xe bị lỗi quá rồi, hoặc là một chiếc xe xấu quá, thì chắc chắn một điều là người ta sẽ không kêu các bạn, rồi các bạn bị ế khách, rồi các bạn cũng không biết nguyên nhân tại sao mà tôi mua về chạy dịch vụ mà tôi ế. Đó cũng là một cái nguyên nhân ha. Cho nên là cái mong muốn và cái cách chia sẻ của mình là mình muốn giúp cho anh em chọn được một chiếc xe đẹp, một cái người tài xế có một cái tâm tốt nha. Đó là cái mong muốn của mình thôi. Anh em hãy lựa chọn một chiếc xe tốt cho mình nha. Rồi, xin chào tất cả anh em bà con nha. Hôm nay mình giới thiệu cho anh em một con xe Fortuner. Thì ở đây là một cái con xe Ford Tuner biển 68A00663 ha. Xe biển rất là đẹp nha các bạn. Xe này thì bên mình đã được ký ủy quyền rồi, cho nên là hiện giờ với chiếc xe này thì đang nằm tại khu vực chung cư Tân Mai. Hôm nay mình đang quay phim tại Akari 77 Võ Văn Kiệt. Đây là một cái khu vực xe ha, nhiều các hãng xe mới ha. Thì bây giờ mời tất cả anh em bà con mình cùng đi xung quanh một chiếc xe Fortuner này xem như thế nào ha. Bốn cái vỏ thì còn khá là đẹp nha các bạn. Gầm thì được bên mình kiểm tra và sơn mới rồi, cho nên là anh em an tâm về cái phần gầm và cũng như là về cái chạy ha. Lúc nãy mình có kiểm tra rồi, mình chạy rồi, cảm giác rất là êm. Tuy một chiếc xe cũ lâu đời nhưng được chủ người ta kỹ, người ta chỉnh sửa và người ta làm rất là chắc chắn với chiếc xe này. Thì đối với những cái dòng Fortuner này ha, nhiều anh em hỏi và nhiều anh em cũng thắc mắc có dịch vụ hay không và có taxi hay không. Thật sự nha, thật sự với anh chị, rất là nhiều những cái dòng này thì hầu như ở thị trường thì người ta mua về người ta chạy dịch vụ rất là nhiều ha. Nhưng chiếc xe này được Pháp Anh và bên đội ngũ chọn nó làm một chiếc xe bán cho những anh em và những người thân, những người bạn đang xem kênh YouTube và những anh em xem lâu năm. Thì Pháp Anh đã chọn cái xe này. Với chiếc xe này thì nó sẽ không có đâm đụng cho các bạn nha, và không ngập nước, máy chuẩn. Vì vậy cho nên là Pháp Anh mời các bạn cùng xem và chiêm ngưỡng với chiếc xe này. Anh em nào ví dụ như có nhu cầu kết chiếc Fortuner này thì hãy liên hệ trực tiếp để mua và xem nó ha. Thì mình vừa mới đi xung quanh một chiếc xe rồi, thì bây giờ mình cùng xem thử phần đít cho các bạn ha. Nó đang xài lốc tự động thôi các bạn ha. Các bạn thấy không, đèn này. Tuy một chiếc xe cũ thì cũ ha, đèn thì còn mới nha các bạn. Camera cũng có luôn ha. Đèn bên này cũng còn nè, ok ha. Cũ thì cũ ha, nó cũng phải còn chất lượng chứ các bạn ha. Và đèn bên này các bạn còn đẹp nè. Đèn này đèn zin nó hơi xuống màu nè ha. Chứ nếu mà đèn mới nó sẽ mới lắm. Và phần này là không có dấu bị đụng ha. Anh em nhìn nè, những cái mối nối ha. Bên trong này không? Nguyên Fortuner này mình chỉ thích nhất là cái không gian khoang máy và tất cả luôn, rất là rộng các bạn ạ. Các bạn nhìn không, xe này thì được cái hình như trên cái màn hình nữa các bạn ha. Xe này là có vẻ là có hai cái màn hình các bạn ơi. Còn về học lạnh gió lạnh thì nó tới rất là nhiều cái chọc lạnh. Xe này trần nó bọc cái 5D này, có rất là nhiều anh em thích ha, và có nhiều anh em
sẽ rất là ghét cái dạng 5D như thế này. Nhưng như theo mình ha, theo mình thì mình thấy bọc cái này rất là sang và xịn. Còn đối với anh em, nhiều anh em thì lại không thích, lại thích để nỉ và bọc nylon nha. Đó là cái cách nghĩ của mỗi người. Thì thôi thì xe này nó có sao thì mình chơi vậy đi ha. Đấy, đây là anh em nhìn này, mới nối này, còn zin này đúng không? Rồi mài đèn này, rất là tốt. Xe này thì anh em có thể là gập ghế xuống ha. Còn không thích thì mình có thể là nhấc lên. Trong này thì có đội luôn, đầy đủ hết các bạn. Đội này, đúng không? Đó, những con đội này. À, bây giờ mình cùng nhìn xuống dưới để mình kiểm tra ha. Xe này thì Pháp Anh có quay hết cái phần gầm này rồi nha, trong một cái video khác ha. Xe thì anh em an tâm, để cái phần gầm mình đã kiểm tra rất là kỹ ha. Và bên dưới nó có những ví dụ như là bị mục hoặc là bị nước hay là bị nhớt thì chắc chắn một điều là không có đâu ha. Anh em bà con an tâm. Đó, nó như mới như thế vậy các bạn. Đây, mời anh chị qua cánh cửa phía bên này luôn. Vỏ này các bạn nhìn này. Vỏ đẹp đúng không? Sắc xi bên trong cũng còn mới đúng không? Mâm thì cũng còn ok, không có đến nổi gì hết ha. Mời anh chị cùng xem cái phần cánh cửa. Sùng chỉ. Nguyên zin ha. Đây là cái tem zin của nó, nên nó hơi cũ. Chủ xe người ta kỹ, người ta dán cái bọc nylon các bạn này. Cái kính này là có dán kính chống nóng các bạn, dính kính dán kính chống nóng này, nhưng mà lâu đời nó cũng hơi bị phai nè ha, đúng nó sẽ đục hơn các bạn ha. Ghế này thì được bọc mới hoàn toàn nha, da hết, xe này là da xung quanh hết. Sùng chỉ còn nguyên các bạn ạ ha. Tất cả luôn, nói chung là không bị tai nạn, không bị đâm đụng các bạn yên tâm. Kính bấm lên xuống lâu đời chứ nó vẫn còn ok ha. Anh em an tâm về cái vấn đề này. Cái con Fortuner này anh em nhìn cái phần bên này nè, còn mới nguyên. Xe chạy nhiều hay ít, có dịch vụ hay không mình nhìn biết. Như mấy cái dây đa này các bạn dịch xuống như vậy, các bạn nhìn thấy không? Nó còn mới tinh như vậy ha. Nếu mà xe dịch vụ là mấy cái này nó bài hãy rồi, còn cái này nó còn nguyên. Dòng xe này là một chiếc xe số sàn 5 cấp nha các bạn. Số sàn 5 cấp. Xe thì được có màn hình. Màn hình này là các bạn chỉ cần lên YouTube ha, kết nối rồi các bạn lên YouTube. Xem phim, có thể là selfie và xem Pháp Anh ô tô hàng ngày cũng được. Vừa chạy chơi vừa gia đình xem Pháp Anh hàng ngày. Thì ở đây là dòng này nó có hai túi khí ha, túi khí còn nguyên. Đây là những cái ly nước thôi. Cái này nó cũng xài bằng khớp. Bây giờ Pháp Anh mời các bạn cùng xem cái phần học máy ha. Trên cái camera hoặc là trên cái tivi các bạn có nghe cái âm thanh không? Chứ riêng bên ngoài là mình nghe cái tiếng máy. Có tiếng máy nhưng phải là không nha, nhưng mà nó vẫn êm, không đến nổi ha. Và cái đăng kiểm xe này tháng 2 năm 2024 các bạn ạ. Đây, máy dầu thì nó hơi ồn một chút xíu, nhưng đổi lại cái là nó siêu tiết kiệm. Nếu mà anh em nào mà muốn chạy dịch vụ chạy thì anh em Pháp Anh nghĩ là anh em mua cái xe này về để chạy dịch vụ thì không có gì bằng nha. 100 cây dòng này nó khoảng cỡ 6 lít 7 lít nha anh chị, thắng ABS. Những cái góc cạnh này là không có một dấu bị lỗi. Và cái học máy anh em nhìn nè, mình nhìn vô những cái phần chi tiết ở đây còn mới nguyên. Anh em nhìn sâu vô trong một chút xíu là anh em sẽ nhìn thấy rất là sạch và khô ráo các bạn ạ. Đây là cái dầu ha, dầu trợ lực các bạn. Dầu trợ lực. Bây giờ mình qua phía bên kia mình nhìn xuyên xuống thì mình sẽ nhìn thấy. Mình cho các bạn xem luôn. Dạ, anh cứ nhắc các bạn ơi. Xe này không có bị đổ hơi đâu nha. Các bạn khỏi lo, cái đó là mình bảo hành cho anh em. Đây là cái turbo ha. Turbo rất là sạch và đẹp. Bình tĩnh ạ.
mở được rồi. Mình tính anh em nhìn nè, không có một tí hơi hám gì ha. Người xe bị đổ hơi là cái này nó sẽ phù khỏi lên nha các bạn. Đây cái phần cabo của anh em nhìn là còn zin nguyên nè, ha cabo anh em nhìn thấy không, zin không, chữ Toyota phía bên kia cũng còn nguyên rồi, sùng chỉ còn nguyên hết. Hả? À rồi, cảm ơn anh ạ. Thì anh em mình cùng xem xuống bên dưới ha. Xe này vỏ phía trước này cũng còn khoảng cỡ 80%, chạy qua học máy thì còn sạch sẽ các bạn ha. Dòng Fortuner này nó được cái có một cái bệ bước rất là đẹp các bạn, bằng nhựa. Mời anh chị cùng xem cánh cửa phía bên tài. Cũ thì cũ nhưng mà kính bấm lên xuống vẫn còn ngon các bạn ha. Các bạn hãy cùng nhìn trong cái nội thất. Rồi, mời anh chị tiếp tục xem cái phần tapi và cánh cửa ha. Rất là đẹp. Chân bệ thẳng anh em nhìn nè, còn sạch sẽ ngon lành luôn. Cái này là côn ha. Thẳng ga đầy đủ hết. Đây là những cái chức năng gập gương các bạn, gập gương nè. Gập gương hai bên nó sẽ gập mở gập mở ha. Auto xe này thì nó 200.000 các bạn. Các bạn nhìn nè. Đâu đồ. Cái vô lăng còn đẹp. Chữ Toyota. Cái dòng này nó xài bằng trợ lực dầu cho nên là cái khi mà mình đánh lái như thế này là mình cảm giác nó rất là cứng cáp và nó có cái cảm giác là chắc chắn mạnh mẽ đối với một chiếc xe Fortuner. Rất là đẹp. Mấy cái dây beo này còn rất là tốt các bạn nè. Nếu mà một chiếc xe chạy dịch vụ nhiều, tôi nói với các bạn là mấy cái dây này hư hết rồi. Đây là cũ, nó cũ đều rồi, chỗ này nó cũ, chỗ này là do người ta ngồi nó cũ thôi ha. Cho nên là mình đi mua xe mà mình chọn được một chiếc xe Fortuner, nó có dịch vụ nhiều hay không, thì các bạn hãy nhìn vào cái chất xe của nó và xe nó có bị đụng nhiều hay không. Và Pháp Anh cũng khuyên các bạn luôn nha, đi mua xe Fortuner các bạn phải chú ý một chút xíu nha. Fortuner nó một dòng vua lộ, vua lật ha. Các bạn biết sao, mình hồi xưa mình có một cái thời mình ở trên Đồng Nai là có một cái nơi chuyên chạy xe này ha, chuyên chạy dịch vụ xe này luôn, và nó bị lật lộn trên đường đèo liên tục. Những cái vụ lật lộn các bạn dễ biết lắm. Các bạn chỉ cần mua cái xe mà các bạn mua những cái chỗ uy tín mà người ta lựa chọn cho các bạn thì không nói, nhưng mà các bạn mua những cái chỗ không uy tín và các bạn sợ bị lừa thì các bạn hãy giật cho tôi những cái này xuống ha. Giật cho tôi những cái này xuống, các bạn cứ giật mạnh mẽ thoải mái luôn ha. Còn những cái chỗ lừa các bạn thì nó sẽ không cho các bạn giật đâu. Các bạn giật sợ hư ron của nó hoặc là bị lộ hết đường đi nước bước của nó, cho nên là các bạn nha. Đây các bạn nhìn thấy không? Đây này. Càng xuống dưới đây là mình càng nhìn thấy nó đẹp. Đúng không? Nhưng có một điều, nếu mà các bạn chưa tin tưởng được cái thằng đó. Nha, Phong anh chỉ cho các bạn một chiêu luôn. Các bạn giật vào cái này luôn ha. Nhưng mà nay nó bị cái này rồi. Mà mình nhìn từ cái đường mép này là các bạn nhìn cái đường mép này các bạn nhìn thấy ha. Nè, cái mép nhà hãng này nhìn nó khác liền đúng không nè. Đúng không? Mua nối nhà hãng nó bấm biết liền ha. Nay Pháp Anh chỉ như vậy mấy cái chỗ bán xe bị lỗi bị tai nạn chắc nó chửi Pháp Anh chết thôi. Pháp Anh xin lỗi mấy anh em nha, mình giấu đi. Thường mấy cái này có ai chia sẻ đâu, chia sẻ là anh em nó ghét lắm. Có nhiều anh em hỏi cái dây này dây gì ha. Cái dây này là cái dây camera hành trình đó các bạn, camera da phía sau ha. Nó giấu, nó chạy trên cái. Các bạn thấy mỗi lần gỡ ra lắp vô cái nó cực lắm nhá, cho nên là rồi nó rất hết ron, cho nên là nhiều chỗ nó không có cho các bạn làm cái điều này đâu. Nhưng mà các bạn an tâm, mua chỗ uy tín là các bạn cứ đừng có sợ, các bạn người ta cho các bạn làm thoải mái ha. Rồi ngon, ngon lành cành đào. Mình chưa tin tưởng là mình qua bên kia mình làm thêm quả nữa các bạn ha.
các bạn nhìn này. Nó đẹp mê hồn chưa? Các bạn nhìn thấy không? Những cái đinh bấm zin nguyên. Đinh bấm zin nguyên này. Thấy chưa? Xe mà bị đụng một cái nó móp vô một cái các bạn ha, hoặc là cái xe bị lộn một cái là cái cây số cái trụ này nhìn như thế thôi. Cái tôn nó rất là mỏng các bạn, có ly máy à, rất là mỏng, có thể là sụp cái trụ này. Thì khi các bạn mua một chiếc xe mà nó bị sụp cái trụ này, người ta dựng lại là những cái đường mối này sẽ không còn nữa. Cho nên đó là một cái điểm yếu của cái xe bị lộn. Và các bạn nghĩ một chiếc xe bị lộn nó có người không lẽ bên trong nó sẽ như cái trứng gà đúng không? Đó cũng là những cái mà mánh khóe của những anh em buôn xe. Cho nên là khi các bạn đi mua xe mà hầu như là ít ai mà cho các bạn à, hoặc là khi các bạn mà có lột như thế thì người ta cũng rất là khó chịu ha. Thôi bây giờ Pháp Anh cũng quay thì cũng hết rồi. Thì bây giờ mình sẽ chạy về tại khu vực chung cư Tân Mai 900 quốc lộ 1A để chờ các bạn đến xem ha. Thì theo các bạn với cái dòng Fortuner này 100 cây tiêu thụ của nó có 7 lít có đúng hay không hay là 10 lít nha, các bạn cứ bình luận để giúp cho nhiều anh em. Và theo bạn với chiếc Fortuner này, cái độ bền của nó có ok hay không, có thể là mua chạy dịch vụ trong cái thời điểm này hay không, và với cái giá Pháp Anh đưa ra thì theo bạn có hợp lý hay không trong thời điểm này ha. Có nhiều xe cũng y chang như chiếc xe này thôi, nhưng có thể họ sẽ bán rẻ hơn Pháp Anh 50 hoặc là 60 triệu hoặc là 80 triệu, nhưng các bạn chưa chắc đã mua một xe zin và ngon như thế này. Cho các bạn so sánh và cho các bạn tìm hiểu cùng chạy thử để chiêm ngưỡng một trong những chiếc xe nào cảm thấy hợp lý là mình mua về đỡ mất tiền oan cho bạn thôi nha. Đó là cách so sánh cho mình và cho bạn. Thôi bye bye, hẹn gặp bà con với những clip tiếp theo.